vị, hôm nay thứ ba ngày 11 tháng 4 năm 2017. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành với chương trình truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Long An. Bây giờ mời quý vị cùng theo dõi chương trình thời sự 18:30 của LA34. Và trong chương trình ngày hôm nay sẽ có một số nội dung đáng chú ý sau đây. Hội thảo lập kế hoạch và chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm giữa các tỉnh biên giới Việt Nam, Campuchia. Khai mạc ngày hội văn hóa thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang. Tin thế giới, G7 kỳ vọng thuyết phục Nga cắt đứt quan hệ với Tổng thống Syria Bashar al-Assad. Thưa quý vị, Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An đơn vị huyện Đức Hòa gồm các đại biểu Phạm Văn Rạnh, Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh và các ông Mai Văn Nhiều, Võ Thành Trí, Nguyễn Văn Út, bà Nguyễn Thị Hồng Phúc, ông Hồ Minh Xuân đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện Đức Hòa về việc tổ chức đóng góp nội dung trình kỳ họp thứ 5 của Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 9. Tại buổi làm việc, hầu hết các đại biểu đều thống nhất với nội dung các tờ trình của Ủy ban Nhân dân tỉnh trình trong kỳ họp sắp tới, song cũng có một số đóng góp kiến nghị xoay quanh tờ trình số 46, 52, 53, 56 và 75. Các đại biểu kiến nghị khi thông qua quy hoạch khu cụm công nghiệp cần có kết nối xã hội để khi đi vào hoạt động sẽ đồng bộ giải quyết các vấn đề xã hội như giáo dục, y tế. Đồng thời, khi thực hiện quy hoạch cần nghiên cứu đặt trách nhiệm về môi trường. Ngoài ra, cũng có ý kiến đề nghị giữ nguyên diện tích cây xanh trong điều chỉnh lộ giới các tuyến đường để giảm tác hại ô nhiễm môi trường trong việc điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 cụm công nghiệp Hải Sơn. Bên cạnh đó, cần bổ sung danh mục thu hồi đất, diện tích đường Đức Hòa Thượng cần bổ sung tăng thêm. Sau khi nghe các ý kiến kiến nghị, thay mặt Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh đơn vị huyện Đức Hòa, Bí thư huyện ủy Đức Hòa, ông Nguyễn Văn Út đã ghi nhận và giải trình các ý kiến đóng góp của các đại biểu. Ngày 11 tháng 4 năm 2017, huyện ủy Cần Giuộc tổ chức hội nghị ban chấp hành lần thứ 8 đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết trong quý 1 và xác định nhiệm vụ trọng tâm quý 2 năm 2017. Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm đến dự. Trong quý 1, các ngành các cấp đã tập trung thực hiện các chương trình đột phá, công trình trọng điểm được thực hiện theo đúng nghị quyết đề ra. Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 2.290 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ năm trước. Hiện có thêm 2 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số 8 xã đạt chuẩn. Thu ngân sách trong 3 tháng đầu năm đạt 125 tỷ đồng, tăng 161,5% so với cùng kỳ. Tiến độ cấp nước sinh hoạt cho các xã vùng hạ có nhiều chuyển biến tích cực, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Trong quý 2 năm 2017, huyện tập trung lãnh đạo sản xuất nông nghiệp, nhất là sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tiếp tục đầu tư và phát huy vai trò chủ thể của nhân dân, tích cực tham gia xây dựng, nâng chất xã văn hóa, xã nông thôn mới. Tăng cường kiểm tra, giám sát đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình trọng điểm, chương trình đột phá. Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy Đỗ Hữu Lâm chỉ đạo huyện tiếp tục thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, cần chú trọng thực chất, tránh hình thức. Ngoài ra, tập trung tháo gỡ những vướng mắc khó khăn của doanh nghiệp, mời gọi thu hút đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản, giải phóng mặt bằng, tái định cư. Chiều nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Long An do Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh ông Trương Văn Nọ làm trưởng đoàn có buổi giám sát tại Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An về thực hiện chính sách pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần tiếp và làm việc với đoàn. Thực hiện pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính giai đoạn 2011-2016, Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An đã ban hành các văn bản đúng quy định kịp thời thể chế hóa chủ trương, chính sách, cải tổ chức bộ máy hành chính nhà nước. Việc triển khai thực hiện các nội dung sắp xếp, kiện toàn, tổ chức bộ máy hành chính nhà nước được Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện đồng bộ, bước đầu đạt hiệu quả nhất định, đáp ứng hiệu quả yêu cầu phát triển kinh tế xã hội chung của tỉnh và yêu cầu cải cách hành chính nhà nước. Ở cấp tỉnh hiện có 21 tổ chức hành chính, cấp huyện có 15 đơn vị hành chính và 192 đơn vị hành chính cấp xã. Trong năm 2015-2016, tỉnh đã tinh giản biên chế đối với 195 trường hợp. Tại buổi làm việc, đoàn giám sát yêu cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh làm rõ một số nội dung về bố trí vị trí việc làm cán bộ công chức viên chức, công tác, đào tạo, trình độ chính trị cán bộ, việc thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định 108 của Thủ tướng Chính phủ. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Trần Văn Cần khẳng định, tỉnh đã và đang thực hiện quyết liệt công tác cải cách bộ máy hành chính nhà nước. Trong thời gian tới, tỉnh sẽ tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các giải pháp nhằm tạo chuyển biến tích cực trong công tác cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước.
Kết luận buổi làm việc, Phó trưởng đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách tỉnh, ông Trương Văn Nọ đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh chỉ đạo rà soát số lượng biên chế cán bộ công chức viên chức ở các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh. Đối với những kiến nghị của Ủy ban Nhân dân tỉnh thì đoàn giám sát sẽ tiếp thu, tổng hợp trình Quốc hội và cấp có thẩm quyền để xem xét giải quyết. Thưa quý vị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Cảnh chiều nay đã chủ trì hội nghị sơ kết kết quả thực hiện các cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp tỉnh Long An. Thời gian qua, Chính phủ và các bộ ngành trung ương đã ban hành nhiều cơ chế, chính sách quan trọng trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn nhằm hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp đã được tỉnh cụ thể hóa và tổ chức thực hiện từ năm 2011 cho đến nay, với tổng kinh phí là khoảng 70 tỷ đồng. Các chính sách này đã góp phần thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển khá toàn diện, đã hình thành các vùng sản xuất tập trung của tỉnh như là vùng lúa chất lượng cao Đồng Tháp 10, vùng rau thực phẩm Cần Đước, Cần Duộc, vùng chanh Bến Lức, Đức Huệ, vùng thanh long Châu Thành, nuôi thủy sản nước lợ vùng Hạ, nuôi bò sữa Đức Hòa. Tại hội nghị, các đại biểu cho rằng việc triển khai thực hiện một số chính sách hỗ trợ đặc thù của địa phương còn chậm. Việc liên kết hợp tác quá nông nghiệp nông thôn còn thấp, người dân và doanh nghiệp khó tiếp cận vốn và gói hỗ trợ tín dụng của nhà nước. Giá đầu vào đầu ra trong sản xuất chưa ổn định, thiếu bền vững. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Phạm Văn Cảnh yêu cầu thời gian tới, các ngành địa phương tổ chức rà soát, điều chỉnh các thủ tục hành chính, hồ sơ, quy trình thực hiện các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp, đầu tư hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật về giao thông thủy lợi, đề bao lửng, trạm bơm điện, tập trung triển khai chương trình, kế hoạch cụ thể, thực hiện hiệu quả đề án phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thưa quý vị, trong 2 ngày 10 và 11 tháng 4 năm 2017, tại thành phố Tân An, Cục Y tế Dự phòng thuộc Bộ Y tế Việt Nam tổ chức hội thảo lập kế hoạch và chia sẻ thông tin bệnh truyền nhiễm giữa các tỉnh biên giới Việt Nam và Campuchia. Đến dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh ông Lê Tấn Dũng, Phó Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng Nguyễn Minh Hằng, Cục trưởng Cục phòng chống dịch bệnh Bộ Y tế Campuchia Lee Sô Van. Hội thảo gồm có 5 phần xoay quanh các nội dung như chia sẻ các công cụ hiện có phục vụ điều tra và đáp ứng dịch, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm và sự kiện y tế công cộng tại các tỉnh biên giới, chia sẻ thực hành tốt bài học kinh nghiệm, thách thức và giải pháp trong công tác phòng chống dịch tại các tỉnh biên giới, chia sẻ hoạt động kiểm dịch y tế tại cửa khẩu và phần cuối là thảo luận kế hoạch hợp tác giữa các tỉnh biên giới, bao gồm nâng cao năng lực và phối hợp phòng chống dịch bệnh trong thời gian tới. Với những kiến thức và chuyên môn sâu trong lĩnh vực y tế của các vị giáo sư, tiến sĩ, học giả, nhà nghiên cứu đến từ nước bạn Campuchia, Bộ Y tế Việt Nam, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh hy vọng hội thảo sẽ tạo ra nhiều bước tiến mới đi đến thống nhất các hoạt động hợp tác cần thiết, nhất là việc chia sẻ thông tin phòng chống hiệu quả các dịch bệnh truyền nhiễm. Theo đó thì việc thường xuyên chia sẻ thông tin kinh nghiệm phòng chống dịch bệnh giữa các quốc gia, nhất là giữa các địa phương có chung đường biên giới sẽ giúp các tỉnh hai bên biên giới chủ động, thuận lợi hơn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Thưa quý vị, nhân dịp Tết cổ truyền của đồng bào dân tộc Khmer, ông Lê Thanh Đông, trưởng ban chân trận huyện ủy Tân Thạnh làm trưởng đoàn đã đến thăm tặng quà cho 5 gia đình là người dân tộc Khmer có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Tân Thạnh. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng, gồm bánh kẹo và 300.000 đồng tiền mặt. Ông Lê Thanh Đông cùng đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, chúc các gia đình dồi dào sức khỏe, hưởng một mùa xuân trên năm thơ mây vui tươi hạnh phúc và tiếp tục có nhiều đóng góp hơn nữa cho sự phát triển kinh tế xã hội của huyện nhà. Bà con dân tộc Khmer rất vui mừng, phấn khởi, cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đã quan tâm tặng quà cho bà con nghèo trong dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây. Hiện nay thì trên địa bàn huyện Tân Thạnh có 37 hộ dân tộc Khmer. Trong những năm qua, bà con dân tộc Khmer trên địa bàn huyện đều chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tích cực lao động sản xuất, nâng cao thu nhập hộ gia đình, nâng cao đời sống gia đình, từng bước thoát nghèo, vươn lên làm giàu chính đáng. Thưa quý vị, nhân dịp lễ Phục sinh năm 2017, ngày 11 tháng 4 năm 2017, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Bến Lức cùng lãnh đạo Hội đồng Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc huyện và các ban ngành huyện đã đến thăm các nhà thờ Hội Thánh Tin Lành và chúc mừng các giám mục, linh mục cùng đồng bào giáo dân trên địa bàn huyện. Tại các nơi đến, thay mặt lãnh đạo huyện, ông Nguyễn Thành Nhân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện ân cần thăm hỏi sức khỏe các vị chức sắc, linh mục, mục sư, ghi nhận những đóng góp tích cực của đồng bào giáo dân và sự phát triển chung của huyện trong thời gian qua, nhất là trong việc thực hiện chính sách an sinh xã hội, phát triển kinh tế. Ông cũng gửi lời chúc mừng đến các vị chức sắc, mục sư, linh mục và đồng bào giáo dân hưởng lễ Phục sinh an lạc, vui tươi. Thay mặt các hội đồng giáo xứ và giáo dân, các mục sư gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo huyện đã dành sự quan tâm cho các mục sư và giáo dân.
đồng thời hứa sẽ tiếp tục vận động bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, thực hiện tốt phương châm sống tốt đời đẹp đạo, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tuyên truyền vận động bà con giáo dân thực hiện tốt các hoạt động tôn giáo theo đúng tinh thần kính Chúa yêu nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành văn bản số 1335 triển khai tháng hành động chi an toàn thực phẩm năm 2017 với chủ đề sản xuất kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn, kiểm soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu. Thời gian triển khai từ ngày 15 tháng 4 cho đến ngày 15 tháng 5 năm 2017 trên phạm vi toàn tỉnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu các sở ngành, Ủy ban Nhân dân các huyện, thị xã Kiến Tường và thành phố Tân An tăng cường công tác truyền thông trực tiếp tại cộng đồng, hướng dẫn các hộ kinh doanh thức ăn đường phố, các tổ chức doanh nghiệp sản xuất chế biến và kinh doanh thực phẩm đảm bảo an toàn thực phẩm, thực hiện luật an toàn thực phẩm và các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm, đặc biệt chú trọng các loại hình kinh doanh thức ăn tập thể, thức ăn sử dụng nhiều nguyên liệu từ rau, thịt, bia, rượu. Ngoài việc tổ chức các đoàn thanh tra kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm, các lực lượng chức năng còn chú trọng công tác thanh kiểm tra và hậu kiểm, giám sát nguồn gốc nguyên liệu thực phẩm. Việc triển khai tháng hành động về an toàn thực phẩm nhằm phát hiện sớm các vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, hạn chế tối đa ngộ độc thực phẩm, nhất là các vụ ngộ độc thực phẩm tập thể và các bệnh truyền qua thực phẩm nói chung và rau thịt thủy sản bia rượu nói riêng. Thưa quý vị, những ngày vừa qua, nông dân các xã Dùng Tháp trên địa bàn huyện Tân Hưng đang rất lo lắng vì nhiều diện tích lúa đông xuân 2016-2017 đang thu hoạch bị đổ ngã do mưa dông, không những làm giảm năng suất, tăng chi phí thu hoạch mà còn bị thương lái kỳ kèo, ép giá, thậm chí là bỏ cọc, không mua lúa của nông dân đúng như thỏa thuận ban đầu. Anh Nguyễn Văn Vũ ở ấp Cà Dăm, xã Vĩnh Đại cho biết, vụ đông xuân 2016-2017, anh sản xuất được 4,2 hectare giống RVT. Khi lúa của anh chuẩn bị thu hoạch, thương lái đến xem và đặt cọc với giá 6.200 đồng một ký. Tới khi thu hoạch xong, thì thương lái lại kỳ kèo đòi giảm 100 đồng một ký so với ban đầu, tức là còn 6.100 đồng một ký. Hôm nay thì mà vụ cũng gặp nhiều khó khăn. Thì nhất thì ba cây rầy nâu với vàng lùng cũng chiếm hết khoảng 20%. Sau đó thì tới cắt. Nên chúng tôi hôm nay lại nhận chứ không có lời được nhiều nữa. Cũng trong vụ lúa đông xuân, ông Nguyễn Văn Nhạc, ngụ ấp Vĩnh Ân, xã Vĩnh Đại, sản xuất được 8 hectare giống nếp. Có thương lái đến thương lượng mua lúa của ông với giá 6.000 đồng một ký và đặt cọc trước 2 triệu đồng một hectare. Tới ngày thu hoạch, thương lái không hề đến thu mua lúa như đã hẹn. Cắt xong thì nó sụt giá xuống 5.800 mà nó không chịu cân nữa. Rồi nó bỏ là cắt nay 5 ngày rồi. Phải kêu lái khác thì sụt giá xuống còn 5.800 ký. Tương tự những trường hợp trên, vụ đông xuân 2016-2017, ông Lê Văn Đều, ngụ ấp Cả Nga, xã Vĩnh Lợi, gieo xạ được 6 hectare giống lúa IR50404. Khi thương lái đến mua, ông thu hoạch trễ so với dự kiến ban đầu 5 ngày và bị mưa dông làm đổ ngã khá nhiều, thiệt hại khoảng 20% diện tích. Năm nay thì nói đúng ra thương lái nó mua trước tôi đó là 4.800 một ký lúa 54 á. Thời gian này thì nó thấy mưa gió tới mà nó hứa trồng cọc nó không trồng. Tôi thì giờ tôi kiếm thương lái khác tôi bán được 4.600 ký. Qua tìm hiểu, chúng tôi được biết hiện nay, các giống lúa đều bị thương lái kỳ kèo giảm giá từ 50 đồng đến 200 đồng một ký. Lý do thường được thương lái đưa ra là lúa xấu, ẩm ướt, chất lượng thấp, tốn kém chi phí bảo quản nên phải giảm giá lúa. Dù rất bức xúc, nhưng cuối cùng nông dân cũng phải chấp nhận bán lúa với mức giá thương lái đưa ra vì không có điều kiện bảo quản lúa. Nhiều hộ có điều kiện thì lại gặp khó khăn về nguồn vốn nên phải bán lúa ngay sau khi thu hoạch để có tiền thanh toán chi phí sản xuất vụ này và chuẩn bị cho vụ lúa tiếp theo. Thiết nghĩ nhà nước cần có cơ chế thu mua lúa cho nông dân để tránh bị thương lái ép giá như hiện nay. Chương trình tiếp tục với những thông tin trong nước. Thưa quý vị, vào sáng ngày 11 tháng 4, tại Hà Nội, Tổng cục Thống kê, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã công bố một số chỉ tiêu phản ánh tình hình phát triển doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương năm 2016. Theo đó, thì tính đến thời điểm ngày 30 tháng 12 năm 2016, cả nước đang có gần 480.000 doanh nghiệp đang hoạt động.
Cụ thể, tổng số doanh nghiệp thực tế đang hoạt động không bao gồm doanh nghiệp đã đăng ký, chưa đi vào hoạt động, các doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký do ngành thống kê điều tra cập nhật đến ngày 31 tháng 12 năm 2016, trên phạm vi cả nước là 477.808 doanh nghiệp, tăng 8% so với năm 2015. Trong đó, những thành phố có tốc độ phát triển doanh nghiệp đang hoạt động cao so với cả nước là Đồng Nai, Bình Dương, Bến Tre, Kiên Giang, Lào Cai và Hậu Giang. Những tỉnh có tốc độ phát triển doanh nghiệp giảm hoặc là tăng thấp so với năm 2015 là Lâm Đồng, Hưng Yên, Sơn La, Cà Mau. Các địa phương có số doanh nghiệp chiếm tỷ trọng lớn là Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng, Hải Phòng. Điểm đáng lưu ý là số doanh nghiệp ngừng hoạt động có đăng ký trên phạm vi cả nước là gần 20.000 doanh nghiệp, tăng hơn 27% so với năm 2015. Thưa quý vị, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư tác động đến tất cả các lĩnh vực kinh tế xã hội như là công nghiệp, nông nghiệp, tài chính ngân hàng, lao động, việc làm, giao thông vận tải đến doanh nghiệp và địa phương. Trước xu thế này, ngày 11 tháng 4 tại Hà Nội, Bộ Công Thương đã tổ chức diễn đàn cách mạng công nghiệp 4. Tại diễn đàn, các đại biểu cho biết cách mạng công nghiệp lần thứ tư đang khởi phát là cơ hội quý báu mà Việt Nam phải nhanh chóng đón bắt để tranh thủ đẩy nhanh tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và sớm thực hiện được mục tiêu trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Tuy nhiên, nếu không định hướng được rõ ràng mục tiêu, cách thức tiếp cận và tham gia thông qua chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đổi mới giáo dục, phát triển khoa học và công nghệ phù hợp, thì sức ép đặt ra cho Việt Nam bởi cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư là rất lớn. Trước những vấn đề đặt ra đó, để có được cái nhìn tổng thể về xu thế của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, đánh giá tác động của cuộc cách mạng này đến đời sống kinh tế xã hội cũng như là tổ chức doanh nghiệp, đồng thời đưa ra những phương thức để đón đầu xu thế này. Vào tối hôm qua ngày 10 tháng 4 tại chùa Sòi So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đã diễn ra lễ khai mạc Ngày hội văn hóa, thể thao và du lịch đồng bào Khmer tỉnh An Giang lần thứ 11 năm 2017. Diễn ra từ ngày 10 cho đến ngày 12 tháng 4, trong khuôn khổ ngày hội sẽ diễn ra nhiều hoạt động hấp dẫn như liên quan nghệ thuật quần chúng, ca múa nhạc và trình diễn trang phục truyền thống, liên quan văn hóa ẩm thực truyền thống của đồng bào Khmer An Giang, tổ chức triển lãm tranh ảnh hiện vật có liên quan đến đời sống sinh hoạt của đồng bào Khmer, thi đẩy gậy, bóng chuyền, bóng đá mini, kéo co. Ngày hội đã thu hút hàng ngàn nhạc công, diễn viên và vận động viên chuyên và không chuyên người dân tộc Khmer tỉnh An Giang ở 5 huyện có đồng bào dân tộc sinh sống, gồm Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Thành, Thoại Sơn, Châu Phú, và trường Trung học Phổ thông Dân tộc Nội trú, trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú và lực lượng vũ trang An Giang tham gia. Phần thi đội cà ôm lấy nước rất hấp dẫn du khách, nhất là những người mới chứng kiến lần đầu bởi tính độc đáo mới lạ chỉ có ở đồng bào Khmer. Cà ôm là dụng cụ quen thuộc của người đồng bào Khmer dùng để đựng thức ăn mang ra đồng ruộng. Ngày hội được tổ chức 2 năm một lần, đúng vào dịp Tết cổ truyền Chon Chon Nam Thơ Mây của bà con Khmer.